Chú rể hai sáu vạch áo khoe hình xăm đôi với vợ. Hành động của chú rể 26 tuổi thêm một lần nữa đã khiến cho dân cư mạng dậy sóng trước mối tình vốn đã nhiều ồn ào. Chiếm sóng trên mạng xã hội suốt thời gian qua là mối tình của cô dâu 61 tuổi Thu Sao và chú rể 26 tuổi Hoa Cương, hiện đang sinh sống tại Cao Bằng. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm cho đến khi chính thức về chung một nhà, ngoài những lời chúc phúc thì cặp đôi cũng phải nhận về không ít những lời gièm pha trong suốt thời gian qua. Mới đây thì cặp đôi đã xuống Hà Nội và có một buổi giao lưu với hàng nghìn dân cư mạng qua một kênh livestream của một trang báo điện tử. Tại đây thì chú rể 26 tuổi liên tục thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ, không chỉ qua hành động mà còn lời hứa đầy quyết tâm. Tôi sẽ nắm tay vợ đi đến cuối con đường. Và có lẽ để chứng minh cho tình yêu của mình, anh Hoa Cương vừa đi xăm hình tên của chị Thu Sao lên trên ngực, đúng như những gì mà cô dâu 61 tuổi đã làm trước đó. Hình xăm của anh Hoa Cương không có nhiều sự khác biệt so với hình xăm của vợ, chỉ đổi tên hai người cho nhau và được thực hiện cùng tại một nơi. Sau khi tác phẩm hoàn thành thì anh Hoa Cương hào hứng tiến lại gần vợ và khoe hình xăm với một gương mặt đầy hạnh phúc. Trước món quà bất ngờ của chồng thì chị Thu Sao không giấu được sự xúc động, nhẹ nhàng vuốt má chồng thay lời cảm ơn. Hành động này của cặp đôi đã khiến cho những nhân viên có mặt trong thẩm mỹ viện lẫn dân cư mạng không khỏi ghen tị. Vậy là không chỉ dành tình yêu cho nhau, cặp đôi còn lưu giữ tên của nhau trên thân thể, và những hình xăm này sẽ đi theo họ đến suốt cuộc đời. Cô dâu 61 tuổi tiết lộ chuyện chăn gối với chồng trẻ 26, các cô gái trẻ còn phải thua tôi khoản đó. Chênh lệch tuổi tác quá lớn liệu có khiến cho cặp đôi rắc rối trong chuyện phòng the? Cuộc sống vợ chồng gắn kết. Chuyện tình gây bão mạng xã hội giữa người phụ nữ 62 tuổi và một chàng trai 26 tuổi tại Cao Bằng cuối cùng thì cũng đã có một cái kết đẹp. Họ đám cưới diễn ra vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Cô dâu Thu Sao súng xính váy cưới, lội suối, vượt đèo theo chú rể Hoa Cương về dinh. Trò chuyện với chúng tôi thì cô dâu Thu Sao vẫn chưa hết cảm xúc lâng lâng khi được mặc váy cưới ở tuổi xế chiều. Vượt qua mọi rào cản và định kiến xã hội để đến với người mình yêu, cô dâu 62 tuổi nói đó là một niềm hạnh phúc tột cùng. Chúng tôi đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng, được pháp luật công nhận, chẳng ai phá được nữa. Tôi tin rằng có tình yêu là có tất cả, chị chia sẻ. Chị Thu Sao cho hay cuộc sống sau đám cưới không có quá nhiều khác biệt, hai vợ chồng vẫn cùng làm việc và hết mực yêu thương nhau. Cũng như là thuở mới yêu, hai người chia sẻ cho nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống là điểm tựa vững vàng của đối phương. Chú rể Hoa Cương dùng sự chân thành khiến cho vợ hạnh phúc, còn cô dâu Thu Sao dùng sự quan tâm hàng ngày để chồng cảm nhận rõ nhất mái ấm gia đình. Nhưng tôi vẫn có cảm giác gắn bó mật thiết hơn với chồng sau khi làm đám cưới, tự tin hơn, dám đối diện với mọi người. Khách đến nhà làm đẹp tôi cũng không còn ngại ngùng, chị nói. Cô dâu 62 tuổi chia sẻ thành thật. Trước khi kết hôn thì dù họ ở chung nhà nhưng không hề ở chung giường. Một phần là vì ngại con gái. Phần còn lại thì chỉ cho rằng đàn ông khi có được điều mình mong muốn rồi thì họ sẽ dễ chán. Dù chênh lệch nhau tới 36 tuổi nhưng mà đời sống chăn gối của cặp đôi vẫn khá là hài hòa. Chị Thu Sao khẳng định sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường dù đã ở tuổi xế chiều. Các cô gái trẻ có khi còn phải thua tôi khoản đó. Tôi không hề dùng bất cứ thuốc nào nhưng sức khỏe vẫn đảm bảo. Tôi ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn. Chịu khó uống mấy thứ nước mát mẻ, một hai tuần lại đi xông hơi thư giãn, thế nên nội tiết tố cân bằng, chị chia sẻ. Chị Thu Sao khẳng định, mình là người phụ nữ đầu tiên của chồng cho đến tận giờ, hai người đã gắn kết đến mức khó có thể xa nhau. Xăm tên chồng lên ngực để chồng luôn trong tim mình. Ngay sau đám cưới đình đám thì cô dâu 62 tuổi lại gây bão mạng khi mà xăm tên chồng lên trên ngực của mình. Quyết định này nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều, một số thì ngưỡng mộ tình yêu của họ, một số lại cho rằng chị thể hiện tình yêu quá lố. Chị Thu Sao cho hay, xăm tên chồng lên ngực hoàn toàn không phải là quyết định bồng bột hay là chiêu trò gây chú ý. Hôm đó tôi đi làm đẹp thì mấy em nhân viên nhìn thấy hình xăm chữ kiếp sầu trên ngực tôi. Cuộc đời tôi sầu mấy chục năm nay rồi, giờ có được hạnh phúc thì quả thực không muốn lưu lại chữ đó nữa. Mấy em nhân viên khuyên là tôi nên sửa hình xăm đó đi, rồi sẽ tài trợ để cho tôi xăm hình mới nếu như tôi thích. Tôi liền nghĩ ngay đến cái tên Triệu Hoa Cương và quyết định xăm, chị nói. Chị Thu Sao xăm một chiếc lông vũ đè lên tên chữ kiếp sầu để quên đi nỗi buồn trong quá khứ và xăm tên chồng lên trên ngực với ngụ ý chồng luôn ở trong tim mình.
Dù người ta chửi tôi là già rồi còn mắt nết, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện xăm hình chẳng có gì sai trái. Tôi làm thế là vì tình yêu chứ không phải vì đua đòi, chị Thu Sao chia sẻ. Cô dâu 62 tuổi cũng phủ nhận chuyện chồng tỏ ra không vui khi biết chuyện chị xăm hình. Ngược lại thì chồng chị còn rất xúc động khi thấy tên mình xuất hiện trên ngực vợ. Đi xuất khẩu lao động 3 năm, gửi hết tiền về cho chồng mua nhà Sài Gòn. Chồng ở nhà rao tin vỡ mắt để cưới gái trẻ. Ngày cưới nhau về, cuộc sống của vợ chồng tôi khó khăn lắm. Hai vợ chồng lấy nhau với hai bàn tay trắng. Bố mẹ nghèo khó nên chẳng giúp gì cho. Sau khi lấy nhau được một thời gian thì tôi mang bầu. Cuộc sống vất vả này lại càng vất vả hơn. Hai vợ chồng lưu lạc xứ người làm ăn cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Đợt đó chị họ tôi bên Đài Loan kêu tôi qua làm cùng. Con tôi được 4 tuổi, tôi bàn với chồng để tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài, kiếm chút tiền, vực dậy kinh tế gia đình. Nhà chị họ tôi giờ đã rất giàu sang, mình cũng nên học hỏi. Thuyết phục được bao lâu thì chồng cũng đồng ý cho tôi đi. Ngày đi hai vợ chồng bịn rịn, không nỡ rời xa nhau. Qua bên đó tôi nhớ con khóc suốt ngày, nhưng vì tương lai của hai vợ chồng và con cái, tôi cố gắng chăm chỉ làm việc. Chị họ xin cho tôi vào làm trong một nhà máy, việc hơi vất vả nhưng lương lậu cũng khá khẩm hơn. Nhận được bao nhiêu lương tôi lại tích cóp gửi về cho chồng xây nhà và cho con đi học. Thời gian đầu vợ chồng hay gọi điện cho nhau, chồng liên tục nói nhớ nhung tôi. Ở xa thương nhớ chồng con tôi cũng rất khổ, nhưng vẫn phải cố gắng. Bao nhiêu tiền tôi gửi về cho chồng tích cóp mua một mảnh đất nhỏ trong miền Nam rồi xây nhà. Khi mọi thứ hoàn thiện xong xuôi, anh gọi khoe với tôi và còn chụp ảnh cho tôi xem. Tôi mừng đến nỗi không ngủ được. Kinh tế gia đình cũng khá hơn. Đến năm ba tôi có về thăm chồng con, nhìn anh biết làm ăn tôi rất vui mừng. Tôi lại tiếp tục qua bên đó đi làm. Đi được 5 năm, lúc này công việc của tôi đang trên đà làm ăn thuận lợi. Tôi đã lành nghề và quen biết với nhiều người hơn. Lúc này chồng tôi lại giục tôi về. Tôi nói cho tôi thêm ít thời gian nữa. Chồng tôi cáu lên. Cô không về thì tôi xem như cô đã chết rồi đấy. Đừng nghĩ tôi đùa. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi gọi điện nhưng chồng không nghe máy. Chị họ tôi khuyên. Em cứ mặc kệ nó. Vừa đi làm vất vả không biết chia sẻ thì thôi. Mày cố làm nốt nửa năm nữa rồi chị em mình về. Chị cũng nhớ nhà lắm rồi. Nói rồi tôi lao vào làm. Nửa năm trôi qua rồi thêm nửa năm nữa. Sau 6 năm đi xuất khẩu, tôi quyết định về nước hẳn. Giờ tôi đã có thêm một chút vốn để làm ăn. Tôi hồi hộp vô cùng. Trên chuyến xe từ sân bay về nhà không báo trước, tôi tưởng tượng ra cảnh chồng và con trai vỡ òa chào đón mình. Nhưng rồi một chuyện vô cùng sốc đã xảy ra khiến tôi chết trằn tại chỗ. Hôm đó thấy nhà cửa ồn ào, có mấy người bạn đến nhậu với chồng. Thấy tôi về, bạn bè anh hết hồn nhìn tôi, rồi lại nhìn di ảnh trên bàn thờ. Ủa, sao người này giống vợ cũ của mày vậy? Tôi hóa đá khi hiểu ra hôm nay chồng tôi mời bạn bè đến ăn uống với lý do là làm đám giỗ cho tôi. Bên cạnh anh là một cô vợ mới đang nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Con trai tôi thấy mẹ chạy đến òa khóc. Sao giờ mẹ mới về? Cô ta đến ở với bố rồi hãy đánh đập con nữa. Tôi như hóa điên. Anh đang làm cái quái gì đấy hả? Tôi là vợ anh, tôi đang sống sờ sờ ra đây, mà anh dám nói là tôi đã chết rồi hay sao? Con khốn này, nó là con nào mà anh dám đưa nó về đây ở? Nhà này là nhà của tôi, sao anh dám? Tôi đã bảo cô về mà cô không chịu nghe, cô đi lâu tôi xem như cô đã chết thì đã sao nào? Chúng tôi còn có con với nhau rồi, sao chị không ở bên kia cho hết đời đi, về đây làm gì nữa? Giờ chúng tôi đã là vợ chồng, chị đừng hòng ở trong cái nhà này. Ồ... Hay ghê ha, tao còn chưa ly dị. Bố mày về đây bố mày ở đấy. Tao mời công an và anh em đến làm cho ra ngô ra khoai. Cô thích thì mời đi. Chồng tôi vanh mặt lên thách thức. Tôi ức chế đến lộn rột. Ở nơi đất khách quê người, tôi dường như bất lực. Tôi hối hận vì năm xưa đã đưa hết tiền bạc cho gã chồng khốn nạn đó về quê xây nhà. Giờ thì nhà cửa anh ta đều đứng tên cả. Người tình bạc bẽo tôi chỉ biết ôm lấy con mà khóc. Tất cả là tại tôi quá tin người, quá tham lam, để giờ đây đã đánh mất cả gia đình. Mình vất vả cày cuốc, cuối cùng thì người khác vào hưởng thụ. Càng nghĩ tôi càng ức.
Đúng là đời này, điều gì vô lý nhất cũng có thể xảy ra được. Tôi nghĩ những chuỗi ngày dài tiếp theo, mình sẽ phải vất vả đi tìm công lý, kiện tụng, ra tòa là điều tôi không hề mong muốn. Sau hơn bao nhiêu năm bon chen kiếm tiền, ngày trở về nghỉ ngơi mong được cuộc sống bình thường, nào ngờ. Thực sự thì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để mong anh chị em đừng ai dính vào vết xe đổ giống như tôi. Và cũng mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi nên làm gì để đòi lại mọi thứ trong hoàn cảnh như thế này?